Em hiền lắm Thuyết Anh ơi, bữa nào mà em ra đây em gặp tôi đi, em chết với tôi. Anh Lâm nói chuyện. Ê, rồi, hello Handy Body nha. Đáng vậy gà trống này nè. Đầu tiên xin cho gà trống này nuôi con. Gửi lời chúc sức khỏe, lời chào đến rồi. Tất cả mọi người, những anh chị em bạn bè mình đang có mặt tại các kênh YouTube nha. Thì hôm nay là thứ tư, đúng không Lâm? Hôm nay thứ tư thì được rất là nhiều anh chị em bạn bè xa gần đến thương yêu. Hôm nay ngày mai thứ năm. À, rồi ngày mai thứ năm không phải hôm nay thứ tư nha. Ngày mai thứ năm. Chuẩn bị đâm. Nó cũng vậy à. Anh ơi, ngày mai thứ năm cô Hương bị đâm. Trời ơi. Bà đàng hoàng chút xíu nha, tôi với bà là nước sông không phạm nước giếng nha, bà nói gì vậy? Bữa nay hết chưa? Được cái vỏ đây. Nè, túi tiền. À, túi tiền là ở dưới. Này thua. Bữa nay sao? Đủ má mày quay con hoài mất con mất chiếc xe nha. Bữa nay bán được không? Mày gà trống nuôi con giống này. Trời nữa ở Trọng Nghĩa. Em thang á, ổng là có tiền á, đi chơi gái không à. Bữa nay bán được không? Được. Lấy thêm đi. Thôi mệt lắm. Lấy thêm 10 tờ đi. Không. Ở trên mạng người ta nói bà quá trời luôn. Nói về gì? Người ta nói bà có tiền bỏ bạn, ham tiền. 30 tờ nè. Mua mấy tờ? Nè lấy đi xuống đây dò gọi kìa, lấy ra bán đi. Bỏ máu không nè, trời ơi bà mà sợ gì nè, lụm được 2 tờ bán được 20. Hello Thu Phương, Ngọc Dung nè. Hello Ngọc Dung nha. Rồi Ngọc Dung ơi vui vẻ nè, Ngọc Dung rảnh, Ngọc Dung ngủ bạn bè ra đây ăn cái viên kiên nha, 258 nha. Lại la Kha Bun Kha. Đó thì gửi lời chào đến tất cả mọi người, những anh chị em bạn bè mình đang coi kênh Aloto LGBT nè, Lan Quế Phường nè, Lâm Evan nè, Phở Bé Đạt nè, rồi kênh của anh cả là Đêm Trăng Sáng nha mọi người nha. Và không quên thì mọi người nhớ like và đăng ký subscribe kênh YouTube của em là Thu Phương Cá Viên Kiên nè, các kênh YouTube quay để cho mọi người có động lực quay thật là nhiều clip, ra thật là nhiều video để mà phục vụ tiếng cười cho mọi người nha. Cá sống là nhờ nước, còn với đế phụ Đu Phương sống là nhờ tình yêu thương của tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người thời gian qua mẹ luôn thương yêu và ủng hộ quán Lan Quế Phường nha mọi người nha. Anh chị em mình có đi chơi, đi bơi, chơi bóng gỗ, chơi bóng kiền hay là chơi video môi đó, anh chị mình sẵn tiện thì mình ghé 258 A Nguyễn Tiểu La phường 8 quận 10 để mình thương yêu, mình ủng hộ em. Cá sống là nhờ nước, còn em sống là nhờ tình yêu thương mọi người. Mong chị em mình thương yêu ủng hộ em. Đó, lá lành đùm lá rách đùm lá nát. Ê, mua trái tim cho tao đi, mua trái tim. Mua gì? Trái tim. Bà, trái chuối bà lấy không? Kìa, có trái tim. Bà lấy trái chuối không? Ai đâu mà mua cho bà lớn nha, đầu bà 70 mấy tuổi mà bà chơi đồ chơi con nít. Ủa sao móng tay màu cam nữa kìa. Trần Hưng Đạo ra Nguyễn Tiểu Lan. Ôi ôi là trời. Oh my god. Anh đẩy ra uống quá nặng đít đi. Ngồi lên vai gì chức đi anh. Bà muốn tay màu này đẹp quá ha. Đây, đậu má mày gãy tay tao. Chết tim, chết tim. Rõ cái tay hư không ơi. Rồi mọi người bên kênh của Phở Gà Bé Đạt đó qua bên. Một chiếc tim tặng bả thì cơ hả? Trời ơi, bả lớn tuổi rồi. Ý. Không có ăn mấy cái này nha. Chà khổ chỉ tham mẹ tuyên bị bị bị. Na xì, na xì. Rồi trái tim một tù luôn. Rồi. Rồi hôm nay là dì chức sẽ có một anh trai dễ thương mua trái tim để mà cầu hồn mà chức. Trời ơi. Cầu hôn vậy. Cảm ơn nha. Từ hốc môn chạy qua mua trái tim. Ok, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Em chúc cho anh sức khỏe. Hôm nay em không ngờ là anh tỏ tình với em luôn á. Cho xin 50. 50. Thôi không mua đâu. Trời ơi má, rồi người ta chưa mở hàng đó má. Rồi mà mua trái tim 50.000 rồi bà. Ủa trái tim nè. Phép thuật Queen. Enchanted. Biến ơn. Cha. Nè, ảnh mua trái tim ảnh tặng cho chứ kìa, cảm ơn đi. Cảm ơn nha, trời ơi nó có cục gì trọng. Cục gì cục lục lặc á. Nè, mốt gì chứ nghe là gì chứ lại nè. Nghe không? Bể bể con tao à. Ủa, ý là cho cái cục chuông cái lắc 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 nè. Mày kêu chồng mày mua đi, cái này của tao mà làm. Thôi chồng tôi có cái khác rồi, chồng tôi có cái kèn đã lắm. Trời ơi trời, vĩnh trời. Thôi cái kèn sắc xôn cho mày á. Đúng rồi. Anh biết mà. Đúng rồi, biết ẩn lắm. Nè mày tao nè, lo que tình yêu. Ôi, chữ này chữ gì? Lo que tình yêu. Biết chữ lo ve luôn hả? Chữ này chữ lọ nhẹ. Anh cảm ơn nha. Trời ơi, đủ má mày mua cho con mày vậy. Mày kêu bộ ớt đơn của tao mua cho tao rồi. Để đâu thấy đứa bé không tội bắt mua cho. Con ổng đó má. Thế bé tội con mua á. Ờ, bé đó tội con chút. Ê, mấy anh bay á, ảnh mua cho tao á, còn bay mua dạ. Em biết anh nè. Ủa chứ tiên thì chết rồi. Kìa, mấy con quỷ này nó ôm kìa. Đi, con tháo đôi bông con kìa vậy. Không có, tôi chùi cho nó sáng rồi, nó bị bờ cụ á.
Minh Hoàng hỏi nè, chị Phương lộ môi giả lộ đi thi hoa hậu hả? Ủa lẽ gì vậy má? Ai biết. Là Minh Hoàng nói mày vừa sống bê đê vừa sống con gái. À cảm ơn nha, bà giải thích tôi đéo hiểu luôn á. Bà giải thích tôi chưa hiểu luôn á. Dạ Minh Hoàng ơi, Minh Hoàng nên ra tiệm thuốc tây mua. Trời ơi, điện thoại kêu. Nè, ai kêu vậy? Ai kêu vậy? Alo. Lên phường. Lấy gì vậy chị? Đĩ nào gọi vô gì? Alo. Lấy gì vậy chị? Bà lấy gì của người ta vậy? Đĩ mẹ, tao biết bấm điện thoại, tao làm con mày à. Bà đâu? Bà đi vô siêu thị, bà lấy cái tủ lạnh của người ta hả? Sao tao giác nổi? Bà đâu có giác nổi đâu. Này nói chuyện với người ta đi má, này sao ghê vậy trời. Nói tôi không có lấy. Được rồi, coi. Alo. Điện máy Gia Thành. Điện máy Gia Thành tao biết chỗ nào. Là bà chức bà lấy hả anh? Hay là bà đi... Bà dẫn được hai nhỏ con gái nữa. Hai nhỏ con gái nào? Khúc nào anh? Dạ dạ. Là bây giờ em kêu gáp cho bà chở bà lên phường ký biên bản phải không anh? Là bây giờ đóng phạt bao nhiêu ạ? 1,5 triệu đúng không? Bây giờ bà đóng phạt 1,5 triệu để bà đưa tôi giữ đi chút có lợi rồi tôi đưa. Alo. Cái gì? Kìa má, bà mượn 2 triệu đứng 2 triệu góp gì của người ta nữa kìa. Ủa, đâu có đâu. Bà nói chuyện đi. Tao biết xài điện thoại. Thì alo đi. Mày không? Tao đâu biết xài điện thoại. Dạ bà cầm điện thoại chi? Cái này á, nó mua nó để dành cho tao rồi. Trời ơi, không biết xài thôi luyện đi má. Thôi, điện thoại tao luyện đồ vô gì. Chứ bà không biết xài mày để làm gì? Đi kiếm ngoài hả? Kiếm chi, kiếm hoài, có ngoài không? Có ngoại không? Đi kiếm tàu á. Ngoại nè. Chị dạ. Hung bà ngoại đi, để mẹ hung bà ngoại nha. Vậy tìm đâu? Ê ê, thằng kia. Hai thằng quỷ. Đủ má mày già nè. Hai mày đâu hả? Anh này mới mua cho tao. Mấy nhà, mấy đứa này về đây á. Thôi giả bộ bà là hoàng tử đi, bà lại bà cầu hôn công chúa đi, tôi là công chúa nha. Đích bự lắm. Đích bự lắm. Má này hình như đích, đích bự là có lỗi với cuộc đời của bả hay sao á má ơi. Tôi thấy bữa nay bà không có đàng hoàng á nha. Xe hơi vô kìa, quắt vô lẹ lên. Bà kêu đi. Cạch lên qua là la vô vô. Vô. Vô đi gì ơi. Trời ơi nó nghẹt tao chết liền. Hôm nay không có đủ khách nữa ha chớp. Mấy bữa trước đủ khách không? Ê bà đàng hoàng chút xíu nha. Bà đủ khách lên tôi họt lén mà. Ê bà bị mất chinh rồi, bà không có họt nhột. Ơi, máy bay Việt Kiều. Nha Trang, ở ngoài Nha Trang á. Nói đi, Nha Trang Mãi Đỉnh. Nha Trang Mãi Đỉnh. Kệ tắm biển kìa. Thôi cũng tắm đâu. Trời trời. Trời ơi, suy nghĩ sao cô già như vậy làm bà. Nói nghe nào, ngoài Nha Trang có ai thổi kèn không em? Kìa. Ngoài Nha Trang có khách thổi kèn không? Kìa. Anh ơi, vô đi anh. Kìa bà có đi khách không? Không. Khách kìa bà đi không? Giờ hết chữ số rồi, người ta đi kiếm thêm đi. Mày kiếm đi, kiếp chuyện Vũ bà già đi là làm trời gái. Trời ơi má ơi má, con hỏi mà má có đi khách không? Không. Là khách đi xong bà. Lại bà ngoại mày đi, trời ơi đụng má cây con hoài vậy. Mà chửi hoài, tao thấy bà có cháu hoài bà không có thương mà chửi hoài luôn á. Nè con. Mày tin cháu ngoại, ê ê, của ai vậy? Ông này mua cho tao mà. Biến ơi. Trời ơi. Biến đẹp trời. Trời ơi. Lượn đi cho hồ nó trong nó đi. Biến đi mà mặc áo con sói ăn tọp vậy. Con ma. Con đĩ này kêu hoài à. Đủ má dân biết xài điện thoại mà coi kêu hoài vậy á. Vợ anh Lâm á. Vợ anh Lâm. Cho con đi. Cho con kìa. Mày vô viên đưa vô kêu ngoại mày lấy 50 bộ tao không có cháu ngoài vậy. Trời ơi cháu ngoại tao bự như mày đánh vỏ lý thường lông không á. Lâm. Đánh vỏ lý tư lông mày chết bây giờ giờ cho cái mít xài kìa lấy một cái đi cuộn nào mày cứ lấy nè cái vỏ màu đỏ đi con ai gọi nữa kìa trời nó mày giỡn mặt hả ngủ đi ê nó sợ mày nằm ngủ vậy mày nằm xuống mày ôm cái đó. Thôi chơi đi nha, lặng bán nha. Thôi bà lặng bán đi, đưa vỏ đây. Mệt luôn. Mệt hả? Nãy giờ bà có làm cái gì đâu mệt.
Kêu bà hát mà cũng hát, kêu bà nhảy mà cũng nhảy, kêu bà múa mà cũng múa. Kìa anh dám kìa. Anh có chơi bd không anh? Không chơi. Kêu với con ta chạy luôn. Tại bà không có, bà nói ra nó vô. Ê mày che mặt chi mày, nằm xuống chưa? Được không? Ok, cảm ơn nha. Vui vẻ. Giờ lại quán bán nè mọi người ơi.